Chúng hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2004, và chúng ta sẽ học tiếp đoạn cuối của kinh Pháp Cú, tức là đoạn thứ 3. Khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là đoạn cuối. Và dĩ nhiên cái đoạn này chúng ta sẽ làm việc buổi học này, và mình sẽ cố gắng kéo dài để buổi sáng hôm sau chúng ta làm việc tiếp bài này thôi. Và chúng ta đã chia sẻ hai đoạn đầu với cái ý chính, đó là điều thứ nhất là cái con đường quen của ý, điều thứ hai là thức ăn để nuôi dưỡng ý tồn tại. Và hôm nay vấn đề chúng ta chia sẻ và trình bày đó là chúng ta nói đến sức mạnh của dục. Đây là cái chủ đề muôn thuở của con người, và hầu như rất ít cái truyền thống tâm linh nào không đặc biệt quan tâm đến nó. Và đơn thuần trong cái lĩnh vực đời thường của xã hội thì các vị đã gặp nó trong mọi cái sinh hoạt đời thường. Mình mở miệng nói năng, và mình nhìn ngắm, mình đọc sách báo, mình tiếp xúc với mọi cái thông tin của xã hội, nó đều thể hiện cái năng lực rất là hùng hậu của dục này. Và thường thường thì người ta rất là né tránh và không dám đụng chạm về vấn đề này. Tại sao? Thưa đại chúng, tại vì cái năng lượng của dục này nó cực kỳ mạnh, nó là cái nguồn sống của tự thân của mỗi con người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người ta càng lên cao, tức là cái bản ngã người ta càng được tôn vinh, thì người ta càng né tránh cái thực tiễn của cái sinh hoạt tính dục. Do vì mình có thể che đậy được, mình có thể làm cho đời sống của mình nó văn minh hơn, và mang nhiều cái lớp áo phù hoa giả tạo để tự tôn vinh bản ngã. Như trong cái ăn, ta tổ chức ăn như thế nào để nó có cái cung cách biểu lộ được thế nào là văn minh, thế nào là quan giả. Trong cái cách tiếp xúc hàng ngày, ta cũng cố tình làm cho những cái điều của con người nó trở thành văn minh hơn, và nó vượt thoát cái đời sống quan giả hơn. Nhưng mà trong cái hành động của tính dục thì tự thân con người trở về cái trạng thái nguyên sơ nhất của đời sống quan giả. Không có thể có một cái việc gì nó làm cho con người thương tổn tự ái bản ngã bằng cái sinh hoạt tính dục. Do vậy mọi truyền thống tâm linh con người đều rất là quý kỵ, không dám đụng đến nó. Đó là ý thứ nhất. Nhưng mà trong bản thân của từng con người, từng cá nhân có mặt trên hành tinh này, thì đây là cái sức hút mạnh cực kỳ so với tất cả những cái sức hút khác. Dù cố cấm chỉ, cố loại trừ, không bàn đến nó, không nói đến nó, nhưng mà tự thân tâm chúng ta có một cái khuynh hướng bị lôi kéo về cái chiều hướng này rất là mạnh. Ta nhớ vào thời xưa cách đây vài thế kỷ, chuyện Kiều Nguyễn Du ra đời,
Hầu như toàn bộ những con người mang cái lớp áo của đạo đức, họ đều khắt khe và nhìn về cái chuyện Kiều coi như là một tác phẩm, một cái tác phẩm xa đọa. Thế nhưng mà không hề có một ông đồ nho nào không học thuộc thứ Kiều cả. Điều này chứng tỏ là bên ngoài cái lớp áo của đạo đức đánh giá của xã hội, bên trong thực tiễn con người đều có một cái khuynh hướng rất mạnh đi về cái hướng dục. Tại sao như thế? Ta có thể phân tích nó từ cái lĩnh vực cạn nhất đi đến cái lĩnh vực sâu xa nhất của nó, để các vị có thể thấy được một điều, đó là dục là năng lượng, là năng lực sống, là bản chất của đời sống. Do vậy sức hút mạnh, đó là điều đơn giản thôi. Chúng ta chia ra những cái phần để đi vào thế này. Điều thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, và thứ ba là vô minh lậu. Mỗi một phần thế này, mình sẽ xé nhỏ nó ra để có thể đi vào phân tích để các vị thấy. Tuy nhiên chúng ta chỉ đi được một phần rất là hạn chế. Đây là cái mảng đề tài rất là mênh mông. Và nếu mình có một cái nhìn nghiêm túc về tự thân của nó, mà không dùng cái lăng kính của đạo đức xã hội, không dùng cái lăng kính của tôn giáo nhìn vào, thì bản thân nó là một loại năng lượng làm nên sự sống. Tự thân nó không hề có cái tính chất tội lỗi, đọa đài, vân vân và vân vân. Nó là cái gì rất là tự nhiên, tự hữu của tất cả sinh vật có mặt trong cuộc đời. Đó là ý thứ nhất mà ta cần hiểu. Ta thử nghĩ một điều thế này. Một em bé mà sinh ra trong cuộc đời, nếu mà không có cái năng lượng dục tồn tại bên trong tự thân của hình hài bé thơ kia, thì nó không thể tồn tại được, không thể sống còn được. Tại sao? Nó không có khả năng đòi ăn khi cần thiết, nó không biết làm thế nào để bú sữa mẹ, nó không biết làm thế nào để đề kháng được mũi mồng cắn nó. Cho nên từ cái năng lượng của sự sống, sự ham sống tồn tại bên trong thúc đẩy, cho nên em bé kia biết đòi bú khi đói, biết quẩy đạp khi có con ong, cái kiến hoặc con ruồi, con muỗi đậu trên thân, hoặc có những cái bệnh hoạn phát sinh từ tự thân thì nó biết la, biết khóc, vân vân. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhận diện là thế này: cái năng lực dục là năng lực tự hữu để làm nên thọ mạng và sinh mạng sống của con người. Mình đừng hiểu lầm và đừng có một cái dị ứng khi đọc vào cái từ dục này. Mức độ cạn là cái mức độ biểu đạt của quan hệ vật lý từ cơ thể này tới cơ thể kia. Đó là một cái nhu cầu tự hữu mà trong loài thực vật có, trong loài động vật có, và trong loài người cũng có. Đó là cái gì rất là bình thường. Để làm cho cây cối thì có hạt, động vật thì bảo trì được dòng giống, loài người thì nó là cái năng lượng tự hữu để duy trì cái sự sống tồn tại trên hành tinh này. Và mình đừng nhìn nó bằng cái nhìn ác cảm. Điều thứ nhất là mình nên hiểu như vậy. Một khi ta có cái nhìn ác cảm, thành kiến, tức khắc là ta tạo cho nó một cái loại năng lượng và tạo thành một sức phản ứng rất là mạnh. Và hầu như trên cuộc đời này, bất cứ một cái con người nào, dù đó là một thầy tu hay một ông thánh, mà bô cái miệng bài bác, loại trừ, khinh thường, miệt thị nó, đều là những người bị bệnh hoạn tâm sinh lý cả. Anh đặc biệt nói về nó, dù anh nói về nó bằng cái hướng nghịch, là biểu lộ tâm thức của anh có một cái khuynh hướng đang nghiêng cộng về nó rất là nhiều, cho nên anh mới đặt nó thành vấn đề mà thôi. Chứ còn đó là cái sinh hoạt bình thường tự hữu của từng cá nhân và từng cơ thể con người,
nó là cái vấn đề rất là bình thường, người ta chỉ hiểu biết nó, nhận diện nó và chuyển qua nó. Đó là con đường bình thường nhất mà thế nhân đã đi. Cái sinh hoạt, cuộc sống đời thường trong xã hội các vị để ý, các vị sống đời sống gia đình, vợ chồng bình thường. Đến một cái lúc nào đó, đến một cái chu kỳ tuổi tác nào đó, tự nhiên vấn đề này nó không còn là áp lực đè nặng trên tâm thức các vị. Các vị coi nó là cái gì nhẹ nhàng đi ngang qua. Dòng sống cuộc đời vận chuyển và ta đi ngang nó một cách rất là nhẹ nhàng. Không hề có cái gì thắc mắc và coi nó là một cái năng lực đối kháng ghê gớm để loại trừ, để miệt thị bài bác cả. Đó là đời sống thuận theo cái tiến trình của tự nhiên, và cái chu kỳ tâm lý nó cũng thuận theo với cái quá trình rất là tự nhiên, nó trưởng thành và nó vượt thoát. Nhưng mà nếu đến tuổi già, tâm thức ta chưa chín mùi, ta mở miệng ra ta nói toàn những cái chuyện thị phi ông nọ bà kia về vấn đề tình cảm, vấn đề ái dục vân vân, đó là cái tố cáo tội trạng tự thân các vị có mặt. Các vị không sống đời sống chuyển biến và trưởng thành theo cái dạng sinh tâm lý bình thường, cho nên bị bệnh hoạn tâm lý. Cho nên già rồi thay vì mình hành động dục không được thì mình dùng ý dục, mắt dục và miệng dục, thế thôi. Cho nên nên lưu ý, ai mà mở miệng bô bô loại trừ, miệt thị nói xấu người này, nói xấu người kia về cái đặc tính ái dục, tức khắc người đó là người bệnh hoạn nhất chứ không phải là người kia bệnh hoạn. Và nên nhớ như vậy. Đây là điều phản ứng từ tâm lý rất là rõ ràng. Cho nên các vị nên lưu ý là năng lượng này là năng lượng tự hữu, rất là tự nhiên. Đừng nhìn nó bằng lăng kính của đạo đức xã hội là một, tôn giáo là hai, và có cái ý hướng là hủy diệt, loại trừ, trấn ngự, thì chúng ta nhẹ nhàng vượt thoát, chuyển hóa, làm cho năng lượng tự hữu này nó trở thành một cái nguồn sức mạnh nâng cuộc đời mình lên, làm cho cuộc đời mình có phẩm chất hơn trong đời sống. Bằng mình đặc biệt nhìn nó bằng cái lăng kính của một con người đố kỵ, tị hiềm, quỷ diệt, loại trừ, coi nó như là một tội phạm, thế thì tự mình làm cho cái năng lượng của dục này nó đi sai đường, và nó trở thành một cái dạng bệnh hoạn khập khiễng của tâm lý. Và điều này nó có thiệt. Các vị nhìn trong cái thế giới của đời sống cư sĩ, đây là vấn đề bình thường, không có gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà các vị nhìn thử trong cái thế giới của những người tu, dù thế giới người tu đó là cư sĩ hay tu sĩ gì cũng giống nhau, họ đôi khi bị ức chế vì sinh tâm lý nó hơi mất bình thường. Cho nên chính những con người đó là những người thị phi nhiều nhất về vấn đề dục, chứ không phải là người cư sĩ bình thường. Và thưa, ở cái dạng thô phù ta dễ nhận biết thì ta nói là cái nhìn đó đam mê thể hiện dục, cái câu nói đó có khuynh hướng về tính dục. Nhưng mà những cái con người mạo nhận là thánh răng kia tới tuổi già rồi thì cái năng lượng dục nó lại đi về một hướng khác, nó không biểu lộ một cách giống như mình có thể cảm nhận là nhìn bằng cái nhìn đam mê để mình nhận biết, mà nó biểu lộ về cái hướng gì? Thưa, rất là đa dạng. Một cái tâm thức mà ưa nổi giận, bất an, thù động, lăng xăng, vân vân, không đủ trầm lắng lại, đó cũng là biểu lộ của dạng tâm thức do cái sự phát triển nó mất cân đối mà ra. Không biết những điều tôi trình bày có đủ sáng để cho các vị nhận thức chưa? Và đặc biệt một điều thế này, Phật tử chúng ta rất ư là dễ bị lừa gạt. Lừa gạt thế nào ạ? Có những cái ông thầy không có cái phẩm chất trọn vẹn của nam tính, hoặc là những sư cô không có cái phẩm chất trọn vẹn của nữ tính,
mà nó nhập nhằn giữa hai cái nữ và nam mất bình thường, không có quân bình thế này, thì có khi Phật tử mình rất là thích. Cái cách hành xử nó ngọt ngào, nó da dốt, cho nên mấy bà rất dễ bị những cái tình trạng như thế mời gọi vũ khí. Trong khi đúng nguyên tắc của đạo lý mà nói, thưa đại chúng, một là con người đó rất là nam nhân, nó phải có cái nam tính rõ ràng, cái hành xử rõ ràng đâu ra đấy, có phải vậy không? Hai là con người đó nếu không phải là nam thì phải là nữ, nó có cái dịu dàng, mềm mại, mở rộng, thu hút của nữ. Hai cái này nó rất là rõ ràng. Bằng cái tình trạng nhập nhằng không ra nam mà không ra nữ, hoặc có 70% nam, 30% nữ thì coi như là đổ vỡ. Cái sự lên xuống mất bình thường của tâm thức nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Cho nên trong pháp chế của nhà Phật, một là anh là nam đường đường chính chính, hai anh là nữ hoàn toàn, chứ không có cái chuyện là 70% nam, 30% nữ. Và cái tình trạng này nó có mặt trong chùa, và Phật tử chúng ta thì bị dụ khỉ về cái tình trạng đó nhiều hơn là những anh có bản chất thực là nam. Thấy dễ chịu, thấy gần gũi, thấy ngọt ngào. Và con người kia rõ ràng là họ không có cái đam mê nữ. Con người nam kia họ đã đam mê nam, mà mình lại nghĩ như thế là tốt, không có phạm tội. Thưa không, một là anh là người rất là kiêu hùng của người con trai, có cái phẩm chất của con trai, thì anh mới có thể vươn thẳng lên trời cao và thành đạt cái con đường tâm linh. Hai, nếu anh là cái phẩm chất người nữ, anh phải là người nữ trọn vẹn, thì anh mới có thể đi con đường thành đạt được tuệ giác. Và nếu chúng ta có nhập nhằng vài chục phần trăm đó, vài chục phần trăm kia, tức là một tâm thức bệnh hoạn, lên xuống bất thường như thủy triều, sáng nắng chiều mưa, rất ư là phức tạp. Và hành xử với những người như thế cũng rất là phức tạp. Nhưng mà Phật tử chúng ta lại hay bị mờ mắt trước những cái đối tượng các thầy, các sư cô như thế. Đó là điều thứ nhất tôi lưu ý để các vị có cái nhìn xa hơn. Dục không có nghĩa là những cái quan hệ tính dục bình thường không, mà nó lặng ở chiều sâu hơn. Nó là cái mầm móng của tử sinh luân hồi. Tại sao nó là mầm của tử sinh luân hồi? Tại sao nó là tự hữu, là bản chất của chính mỗi người chúng ta? Thưa, nếu gần mà nói thì như tôi vừa trình bày, tức là đây là cái năng lượng tự hữu, nó hình thành mạng sống này, nó duy trì mạng sống này. Xa hơn mà nói thì ngay cái điểm đầu tiên khởi hành cái con đường làm thân người, cái tính chất dục nó đã có mặt đầu tiên để hình thành một thân người. Ta lững lơ trên thân trung ấm ở giữa hư không, do cái ý muốn thọ thân cho nên ta nhìn xuống dưới nhân gian này. Một cái điểm sáng nào mà nó bùng lên, mà cái nghiệp lực mình hợp với, thì mình nhìn thấy điểm sáng đó. Lúc ấy là lúc bố và mẹ đang giao cấu. Và khi thần thức của mình mà nhìn thấy, thì nếu mình sẽ thọ sanh làm thân nữ, thì mình không thấy cái người nữ mà mình chỉ thấy bố mình thôi. Và khi nhìn thấy cái hành động dục thì mình khởi tâm ham muốn, ái nhiễm, mình rớt liền vào thai mẹ đầu tiên. Cho nên cái bản chất tự nhiên của con người là nếu ta sinh ra làm gái thì ta là người thương cha nhiều hơn thương mẹ. Thầm lặng bên trong nó là như thế. Nếu ta là con trai thì ta sẽ thương mẹ nhiều hơn con trai. Và tự nhiên khi lớn lên đến một cái tuổi nào đó, tuổi phát triển nào đó, thì mình có một cái khuynh hướng là không thương mẹ. Mình rất thương cha, nhưng mà cha mình vốn là sở hữu của mẹ mình, cho nên tự trong thâm tâm mình có một cái sự bất an, sự ganh tị, sự hờn ghen nào đó, rất là thầm lặng trong cái miền vô thức. Nhưng mà anh không thể học
làm người con gái ngoài ai khác, người mẹ của anh, cho nên anh vừa ghét mẹ anh và anh cũng vừa học bằng để làm nên tự thân anh. Và hình ảnh của người cha là cái hình ảnh, là những cái ấn tượng rất là quan trọng, nó hình thành trong tâm thức ta về cái người khác phái. Cho nên khi lớn tuổi và tình yêu đầu đời đến với ta, thì cái đối tượng mà ta thương thì mang ít nhiều hình ảnh của người cha. Và rõ ràng là người ta cưới mình về là cưới một người hôn phối, chứ đâu phải cưới về để làm, để làm con, có phải vậy không? Và nếu mà cái anh con trai ảnh cưới một người vợ thì cũng cùng một tâm thức giống như người con gái vậy. Cái người anh ghét cay ghét đắng trong nhà là bố anh, tại vì người anh thương vốn là mẹ, mà mẹ anh là sở hữu của bố anh chứ đâu phải của anh. Cho nên cái hình ảnh người yêu của anh nó hình thành cái ấn tượng ngay từ đầu về người khác phái là hình ảnh của người mẹ. Cho nên cưới một người vợ ít nhiều gì nó có cái phẩm chất của người mẹ. Anh cưới vợ anh về vừa là cưới một người anh thương, nhưng mà cái điều anh đòi hỏi là cái người đó phải ít nhiều giống người mẹ mình. Và bản thân cái người đàn bà kia thì lại muốn loại trừ hình ảnh của mẹ mình, mà cái hình ảnh của bố mình là ấn tượng rất là đậm. Cho nên tự thân cái đời sống đây gọi là hôn nhân đấy, nó đã có một cái đặc tính rất là mâu thuẫn từ bên trong của tâm lý hai người rồi, có phải không? Cái thứ hai nữa thưa đại chúng, hầu như ta thương một người, ta cưới một người không phải là trọn vẹn con người kia, mà cả quá khứ vui buồn của con người kia hằng dấu ấn trên tâm thức của họ nữa. Và chỉ có cái một con người kia là không vô ngã và bản thân mình vô ngã thì cái cuộc phối ngẫu hôn nhân mới đem đến hạnh phúc. Chứ không hề có hai với hai cộng lại mà thành một bao giờ. Xin lỗi, không có một với một cộng lại mà thành một bao giờ, nó phải thành hai chứ. Từ khi hai cái số không cộng lại thì mới có thể hòa hợp được, có phải vậy không? Còn kia là một con người, một nhân cách, một đơn vị có ước mơ riêng, trình độ riêng, tri thức riêng, niềm hy vọng riêng. Và mình cũng vậy, hai người dù cố cân bằng nhưng mà luôn luôn tạo ra một cái sự mâu thuẫn nội tại là điều tất nhiên thôi. Cho nên ta hỏi khắp thiên hạ trong nhân gian, coi có cái cặp vợ chồng là hạnh phúc không? Thưa không, chắc chắn là như thế. Thưa, đêm hôm chúng ta đã có dịp chia sẻ một điều là mức độ cạn của dục là cái sinh hoạt đời sống vật lý. Nhưng mà sở dĩ con người được đánh giá hơn loài động vật là bên sau của đời sống sinh hoạt dục có một cái phần hồn của nó là gì ạ? Người ta gọi đó là tình yêu, có phải không? Nếu chỉ là cái sinh hoạt tiếp cận của hai cơ thể thì nó rất là cạn. Nó là cái việc xảy ra không khác gì cái quan hệ tính dục của loài động vật bình thường. Cho nên với con người nó có một cái nằm sâu hơn, đó là cái sự tiếp xúc của hai linh hồn, của hai tâm tư, hai tình cảm, ta gọi đó là tình yêu. Cái bề cạn của nó là sinh hoạt của tính dục mà thôi. Và thưa các vị, để ý nhìn cái thôi Mỹ, các vị thấy là cái tình trạng bệnh hoạn rất là nghiêm trọng của con người hiện tại. Cái bước đầu của tính dục để đưa đến tình yêu nó chỉ dừng lại ở bước đầu mà không đưa đến cái gọi là tình yêu. Trên đất nước này, trên cái nền văn hóa này. Và đối với dân Tây Phương thì họ quan niệm dục như là một loại hắc xì không khác. Khi mà thức ăn thức uống dồn đầy, cái năng lượng dục nó đang đầy ứ, cho nên họ chỉ cần hắt xì nhảy mũi phát tiết cái năng lượng dục ra bên ngoài, họ gọi cái giây phút đó gọi là hạnh phúc, có đúng không ạ?
Thưa, rất ư là vật lý, rất ư là cạn. Và bản thân của cái quan niệm này nó tàn phá, nó làm băng hoại xã hội là một, mà tự thân nó có mặt là do vì cái văn minh, cái nền tôn giáo của Kitô ảnh hưởng trên cái vùng đất này rất là lâu dài, nó tạo thành một cái thế như thế. Có nghĩa là những ông thánh trong các truyền thống tôn giáo cực lực mạ lị dục, tạo thành một sức ép. Và tới một cái giai đoạn nào đó, tự nhiên cái sự phản ứng của dục nó không phải là của một con người, mà nó là đồng thanh của một xã hội. Cho nên từ cái cực khổ hạnh ép sát bên này, nó chạy qua cái cực thống túng buông xả bên này. Nó là cái dư hưởng của tôn giáo, của những ông thánh mà ra, bài bác mạ lị mà ra. Cho nên cái điều đầu tiên tôi xin nhắc lại là các vị hãy nhìn đó là một cái năng lượng tự hữu, rất là tự nhiên của từng cơ thể, nó không có gì ghê gớm cả. Và ta đừng vận dụng cái ý thức để tránh ngự, loại trừ, quỷ diệt, mạ lị hay khống chế vân vân. Nó là cái chu kỳ phát triển rất là tự nhiên. Mình chỉ có thể hiểu được nó, nhận diện nó, chuyển qua nó mà không hề quỷ diệt được nó. Nó vốn là một năng lượng tự hữu. Ta chưa hề nghe ai có thể quỷ diệt được năng lượng bao giờ. Một đơn vị vật chất nhỏ như một cái hạt nguyên tử, người ta còn chưa quỷ diệt được thai. Huống nữa, nó là một dòng năng lượng làm nên sự sống từ kiếp này qua kiếp khác thì không thể quỷ diệt được, mà chỉ có thể được biến đổi mà thôi. Nó chạy theo cái hướng tự nhiên thì nó hình thành một sinh mạng mới, cho con người duy trì được cái con người trên hành tinh này. Nhưng mà nếu cùng một loại năng lượng này ta làm cho nó chạy ngược lại thì nó cũng cho ra đời một sinh mạng mới, tức là sinh mạng của chính ta. Anh ba lần sinh, xin lỗi, anh hai lần sinh trong cuộc đời chứ không phải là một. Lần thứ nhất anh sinh từ mẹ ra hình hài này. Lần thứ hai, trên con đường tu tập chuyển hóa, anh tự sinh lại một thân thể khác của chính anh. Đó là thân thể gì? Đó là cái thân thể của con người. Giác ngộ là một nè, thành đạt được niết bàn là hai. Cũng cùng sử dụng một loại năng lượng như thế mà thôi. Một con người không còn năng lượng dục thì không còn một cái niềm đam mê để tu tập. Một con người mà không còn cái năng lượng dục không có nghĩa là nó tắt hết dục trong này. Có những con người đã già, mắt lờ đờ, sức sống không còn nữa, nhưng mà họ là những người mang ý dục rất là nặng. Cho ta đừng nghĩ những con người bại liệt kia mà đã hết dục. Dục là loại năng lượng, không phải tẩy trừ nó bằng con đường trấn ngự quỷ diệt thân này, mà nó phải được chuyển hóa bằng con đường của nhận biết mà thôi. Và tất cả cái gì mà ta không nhận biết nó, ta sợ sệt, ta loại trừ, ta trấn ngự, thì ta không thể làm cách nào để nhận hiểu được nó cả. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là tự thân của năng lượng nó không hề, nó không hề mang tính cách tội phạm là một, nó không hề có cái tên là hai. Cái loại năng lượng này, nếu nó đi về hướng này, ta gọi là nó là năng lượng dục. Nếu nó được nhận diện và cái dòng chảy của nó quay ngược lại thì ta gọi cái hướng này là hướng đam mê của những người sáng tác ra những cái tác phẩm nghệ thuật. Và năng lượng vô hình nhưng nó có khả năng biểu đạt cụ thể hóa thành vật chất được. Năng lượng dục này nó vốn là vô hình, nhưng mà nó có năng lực duy trì thỏa mãn từ đời này qua đời khác, do cái ý, do cái hạt mầm mong muốn kéo dài đời sống mà hình thành từ thân người này qua đến thân người sau. Cho nên ở mức độ cạn nhất thì chúng ta đánh giá dục là một cái sinh hoạt vật lý cạn của hai cơ thể. Nhưng ở mức độ thâm sâu hết
Dục là cái năng lượng duy trì thỏa mãn, kéo dài dòng chảy của tâm thức này, để từ đời này đến đời khác kéo dài luôn trong một chuỗi dài của tử sinh, đi ngang qua ba cõi sáu đường. Và dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là những cái từ cạn nhất đến cái hạt mầm và đến cái sâu sắc vi tế. Sở dĩ gọi nó là lậu tại vì nó có công năng giữ gìn, bảo trì, làm cho cái hạt giống tử sinh luân chuyển dài trong một dòng chảy. Và chúng ta chia sẻ về tại sao nó là một loại năng lượng vô hình mà nó có thể hình thành được cái dòng chảy tử sinh. Nó đem cái thọ mạng của con người trong đời này, nó gieo rắc cái hạt mầm để có mặt đời sau. Thưa tôi ví dụ cái này, ví dụ như một cơn giận. Đầu tiên một cái đốm lửa giận bé nhỏ trong tâm thức ta, nó là cái dạng năng lượng rất là vô hình, có phải vậy không? Nhưng mà khi đủ điều kiện thì nó thể hiện cụ thể thành một hành động là cái đấm tay trên bàn. Nếu không có cái giận thúc đẩy thì anh sẽ khó, không có cái cơn giận nổ bùng để đấm tay lên bàn. Tôi có một anh bạn, tôi kể chuyện này cho quý vị nghe cho vui, để đồng thời để ví dụ cho các vị thấy từ cái năng lượng vô hình nó hình thành vật thể. Anh có một bà vợ, và cái khốn đốn của anh ta là gặp phải cái bà vợ này rầy bá không được, rầy bá bá bệnh, bỏ đi không được, bỏ đi bà cũng chết, bà cũng bệnh. Mà bà luôn kiếm những cái chuyện dù nhỏ nhặt mấy bà để gây lý sự, mà ông tức muốn bể bụng mà không biết làm sao. Và cái tức nó bộc phát mạnh quá cho nên ông coi chiều ông đá vách một cái rầm. Dĩ nhiên là khi đá vô vách như thế thì nó cái bàn chân nó quẹo mất tiêu rồi, nó tặc chân. Và khi tặc chân rồi thì ông ngồi xuống, ông so với cái chân, ông mới bắt đầu hối hận. Hối hận là tại sao mình ngu đến nỗi mình giận con người kia, làm mình lại đá vô tấm vách. Như vậy thì một dòng chảy của năng lượng giận, khi có điều kiện nó đá vô vách cái rầm. Nó đòi điều kiện gì có mặt? Đòi điều kiện là cái mức độ giận nó lên đến một cái chừng mực nào đó mới có thể coi chân đá được, có phải không? Cái thứ hai là phải có miếng vách trước mặt ông mới đá được, chứ nếu không có miếng vách thì ông đá như đâu. Đó là cái hành động từ cái ý niệm giận hình thành cái đá. Đá xong thì nó đã cụ thể thành cái hình thái của cái tật chân rồi, cái hư cái chân rồi. Và sau khi cái chân bị què ngồi xuống so vóp xích so thì cái niềm hối hận nó dâng tràn, thì cái năng lượng giận tự nhiên nó xẹt mất, mà cái nỗi ân hận lớn nó lại có mặt trên tâm thức. Như vậy thì từ một cái năng lượng vô hình, khi đủ cơ duyên và điều kiện, nó hình thành cụ thể thành một hành động, phải vậy không? Và chưa hề có một người nào đứng bên sau điều khiển cái chuyện anh giận đến ngang đó thì anh phải đá, phải vậy không? Chưa hề có một người nào đứng bên sau nói thầm thầm là khi đá xong anh hãy ngồi xuống so bóp cái chân. Cho nên cái năng lượng này nó vốn là vô hình, nó như một dòng chảy mà tự thân nó không có cái gì là gọi là bản ngã bên trong. Các vị có thể hiểu được cái ý này chứ ha? Tự thân con người không có bản ngã là một. Và năng lượng vô hình này khi đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì nó hình thành một cái cơ thể, hoặc hình thành một cái hành động vân vân. Và ta cứ nghĩ là ví dụ như có một cái linh hồn làm chủ để có thể di chuyển từ đời này qua đời sau. Thưa Đạo Phật không có quan niệm linh hồn, mà quan niệm nghiệp lực làm chủ để cho cái dòng chảy tử sinh nó di chuyển từ đời này qua đời sau. Nghiệp lực là gì? Tức là những cái hạt mầm nó tiềm phục trong vô thức.
Và nó có cái năng lực kỳ diệu là khi đủ nhân duyên thì nó thúc đẩy hình thành một thân thể mới. Giống như cái cơn giận nó vốn vô hình, nhưng mà đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì nó co chân nó đá vô vách một cái rầm để hả cơn giận, tức cái bà vợ thôi, không có gì lạ. Không biết trong đời các vị đã từng gặp trường hợp như vậy chưa? Tôi hỏi tránh đàn ông. Giận quá mà không biết làm sao, quánh thì không được. Và người ta có một nguyên tắc là quánh vợ cũng thua. Tại vì bả chịu thua thì mình cũng thua. Thua có nghĩa là bả rầu rĩ thì mình cũng thua rồi, cũng phải năn nỉ. Mà bả thắng thì mình cũng thua là dĩ nhiên, có phải vậy không? Cho nên cách nào anh cũng thua cả. Thông minh nhất là anh nên chấp nhận, anh nên chịu thua trước cho chắc ăn. Thưa đại chúng, là năng lượng vô hình nhưng nó đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì nó hình thành, nó hình thành cái năng lực rất là mạnh, nó cụ thể thành vật chất, thành thân người. Và cái năng lượng vô hình này nó có một cái năng lực rất là mạnh, nó tác động đến tâm thức của người khác. Tôi ví dụ như đơn giản một điều thôi, ta phải lòng một người nào đó là cái năng lượng rất là vô hình trong này, ai mà biết. Đủ điều kiện có nghĩa là khi cái đam mê, cái nhớ nhung, cái thương yêu lớn đến nỗi mình không cầm được, cho nên mình viết trên giấy, không cần nhiều, viết ba chữ thôi. Cái trang giấy và được viết ba chữ này nó vốn là một vật vô tri vô giá, không giá trị là bao cả, có phải vậy không? Nhưng mà khi mình gửi tới người kia thì cái khả năng của ba chữ này nó có tác dụng lớn lao vô cùng, là nó làm con người kia có thể bất thần ngã cái đuổi. Rõ ràng là từ cái năng lượng rất ư là vô hình, nó có thể đủ điều kiện nhân duyên, có cây viết, có trang giấy, có phong bì, và được ông bưu tín viên đưa tới nhà đằng kia, tức khác là nó biểu đạt thành tác dụng rất là mạnh đối với đối tượng. Mà không phải tác dụng của nó nhất thời. Có người ta cất những cái trang thư tình 20 năm sau trong hộp kính, mà một chiều mưa nào đó ta đem ra người ta đọc giống như thơ mới 20 năm sau. Ghê như thế. Cho nên xin các vị nhớ cho cái năng lượng vô hình này ở mức độ cạn như tôi vừa ví dụ, nó tác động đến người mức độ xa hơn. Thưa, nó là cái hạt mầm để làm cho cuộc đời con người kéo dài từ kiếp này qua kiếp khác, qua kiếp khác, trải dài suốt kiếp trong ba cõi sáu đường làm như thế. Giống như những điều tôi ví dụ các vị đều có trúng hết á. Cười quá mà. Rõ ràng đúng bệnh. Trong những khóa tu tổ chức ở Lộc Nguyễn vui lắm. Có một cặp gia đình của anh chị Phật tử rất là đầm ấm, rất là hài hòa. Các thầy mời lên nói anh chia sẻ dùm cái bí quyết nào làm cho đời sống anh đầm ấm và hài hòa. Anh lên anh nói rất là tức cười. Anh nói dạ thưa con không có bí quyết gì hết. Đơn giản con gái là vợ con nói gì con cũng ghét hết. Ghét. Cái gì của mẹ mày nói là nhất, chịu thua hết. Thế giới này nó có nhiều điều rất là tức cười. Cũng có câu chuyện vui tôi kể tiếp. Hai anh bạn đó, anh đi chơi với nhau, anh A nói chuyện với anh B. Anh nói cái điều đau lòng nhất là mấy năm nay rồi tao kiếm mãi mà không có người yêu. Anh B nói tao nghĩ mày còn có phước. Tại sao? Tại vì kiếm được một người để yêu thì tương đối dễ, nhưng mà làm sao có thể giữ gìn được tình yêu mới là điều đáng ca. Và cuối cùng khi tình yêu chắp cánh bay cao là mình làm thế nào mà chia tay được cái người đó càng đắng cay hơn. Thưa,
Tôi chia sẻ một chút điều này để các vị thấy cái rất vấn đề rất là quan trọng của đời sống gia đình. Có khi mình đến với nhau ban đầu do cái năng lượng yêu thương nở rộ, đời đối với mình lúc bấy giờ là màu hồng cả. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, tại vì em mặc áo lụa Hà Đông. Không biết câu thơ ai không biết. Nắng 37, 38 độ cũng vẫn mát. Khi mà thấy cô nàng mặc áo lụa là mình mát lòng rồi. Và những câu thơ rất dễ thương khác, rất là tình tứ là: áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Có phải không? Thơ của Đinh Hùng hay là của Nguyên Sa gì tôi không nhớ, nhưng mà rõ ràng là như thế. Nhưng mà khi đến với nhau, khi kết hợp, khi thành vợ thành chồng, lúc bấy giờ mình không khéo nuôi dưỡng, cho nên cái gọi là tình yêu rạng rỡ ban đầu như vũ hội chắp cánh bay cao, lúc bấy giờ chỉ còn cái điều gì còn lại? Không phải, còn cái hiệp ước được ký vào văn bản, đó là hôn thú. Cho nên cuộc đời bây giờ không có tình yêu mà là trách nhiệm. Và khi người ta nói đến trách nhiệm là vắng bóng cái gọi là tình yêu rồi. Và con người rất là kỳ lạ là lây quay vẫn phải đi con đường này. Người ta không có can đảm để làm gì? Để là một cuộc khởi hành trở về chính tự thân mình, sinh lại cho con người mình lần thứ hai trong cái đoạn đường cô đơn nhất của một đời người. Cho nên luôn luôn đi ra ngoài tìm một người để gọi là làm ấm cuộc đời. Nhưng mà xin thưa là trong bất cứ cái cuộc hôn nhân nào ở nhân gian đều đi cái con đường khúc khuỷu, nếm hương vị của mật ngọt thì ít, nhưng mà cũng cay đắng thì nhiều. Đó là cái điều rất là thực tiễn, đó là mức độ cạn nhất tôi chia sẻ với đại chúng. Mức độ thứ hai, thưa ta chỉ có thể chuyển hóa mà không thể hủy diệt, đoạn trừ hay trấn ngự. Các vị nhớ là chuyển hóa chỉ có mặt khi ta mở rộng lòng nhận biết mà không hủy diệt, không trấn ngự, không loại trừ và không coi nó là một địch thủ, thì mới có khả năng hiểu biết và chuyển hóa được cái năng lượng tự hữu của chính ta. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại thiền, có những thầy tỳ kheo xuất gia còn trẻ lắm, cái năng lượng dục nó hoành hành, ông không thể thiền tọa công phu được. Cho nên một hôm ông muốn hủy năm căn, và Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương thất, ngài quán chiếu vậy, cái ngài mới tới, ngài hỏi: này thầy, thầy định làm gì? Ông nói: giờ bạch Đức Thế Tôn, con rất là khổ sở vì cái chuyện ái dục nó hành hạ, cho nên con muốn hủy diệt để có thể yên tâm mà tu tập. Đức Thế Tôn nói là dục nó phát sinh từ tâm chứ không phải từ thân. Tâm ông mà chuyển thì ông có thể chuyển được thân, mà thân ông không phải là kẻ tội phạm. Tâm ông chưa chuyển thì dù cho tới già ông vẫn còn vướng mắc vào vòng ái dục, không thể thoát ly được. Cho nên cái yếu tố thứ nhất ta nên lưu ý là nó phát sinh từ tâm chứ không phải từ thân. Và thứ hai thưa đại chúng là ta chỉ chuyển được nó khi ta nhận biết nó, chứ không thể trấn ngự, loại trừ, giấu giếm mà có thể chuyển hóa được. Con người chuyển hóa được điện khí của không gian trở thành dòng điện đốt cháy là do con người hiểu biết, nghiên cứu về nó và thuần hóa nó. Cùng một cái nguyên tắc như thế, thưa
Cái con đường chuyển hóa này nó chỉ có mặt điều kiện đầu tiên, mức độ cạn nhất, là khi cái niềm đam mê của sự tu tập rất là lớn. Đây là mức độ rất là cạn. Một là người ta cho năng lượng chảy về cái hướng tích cực, thì tự thân của loại năng lượng có thể nó chảy về cái hướng tích cực. Và điều này rất là rõ trong sinh hoạt nhân gian. Một cái con người đam mê học hành, đam mê lĩnh vực nghệ thuật, vân vân, thì phần lớn đó là những con người họ cái hoạt động về dục họ rất là ít. Và những quốc gia càng văn minh bao nhiêu, có khi cái tình trạng dân số càng ngày càng suy giảm. Và từ cái ví dụ đó, những cái chứng cứ như vậy, chúng ta hiểu một điều là khi năng lượng mình nó có một cái hướng đam mê, hướng thượng, thì tự động cái năng lượng sẽ được chuyển hóa và đi về cái hướng tích cực. Đó là cái ý rất là cạn thứ nhất mà chúng ta biết. Thứ hai, thưa đại chúng, là bất cứ cái loại năng lượng gì, nếu bằng cái sự nhận biết của chính mình, thì mình có cái khả năng chuyển hóa đó một cách rất là nhẹ nhàng, như năng lượng của một cơn giận. Khi cơn giận có mặt, ta tránh ngự, ta loại trừ, ta hủy diệt hoặc ta trốn chạy, đó là một cách mình chuyển hạn. Và mình có thể làm cho nó có cơ hội hồi phục phát triển mạnh hơn ở lần sau. Nhưng mà với điều kiện mình chỉ mở rộng lòng ra, mỉm cười và nhìn nó, mời gọi nó có mặt, thì tức khắc là cái năng lượng của cái giận này mát dịu lại và bốc khói bay đi, không còn lưu lại một dấu vết gì nữa cả. Cho nên chỉ bằng con đường nhận biết mà người ta chuyển hóa mọi cái loại năng lượng tiêu cực của thân và tâm, mà không hề có cái con đường nào khác để chuyển hóa được cả, chỉ mỗi một con đường duy nhất là nhận biết mà thôi. Cái này tôi nghĩ các vị đi vào thực tập, các vị sẽ thấy. Tôi có đôi khi có những cái cơn thất tình rất là nặng. Không biết nói thì các vị có tin không ạ? Dĩ nhiên là cái thất tình của tôi nó đau đớn hơn các vị rất là nhiều. Các vị nhiều lắm và thất tình bị tình phụ hung lắm là như thế. Nhưng mà trong cuộc đời này mình kiếm người mình thương có dễ không? Thưa dễ chứ. Cùng một cung bậc tâm hồn như người yêu, như bạn bè, thưa tìm nó dễ. Nhưng mà tìm một người khác hơn những cái cấp độ đó thì rất là khó. Tức là ai? Người mình quý kính, bậc thầy của mình, mà mình thất tình thì cái nỗi đau này nó lớn hơn gấp nhiều lần so với cái chuyện thất tình về tình cảm. Và trong đời tôi đã từng bị chụp mũ, từng bị làm tan nát con tim. Với một lý do đơn giản là cái tên đồ đệ này lưu manh, lừa gạt, bán buôn thầy. Và cái điều này thì rõ ràng là nó làm mình vỡ nát cái trái tim ra, rất là đau. Và chắc hẳn là con trai mà khóc là cái chuyện rất là khổ đau. Và thưa, những cái lúc đó tôi làm một cái công việc đơn giản thôi để có thể hồi phục được cái năng lượng đau thương của mình và làm dịu lại cái nỗi thất tình của chính mình. Quý vị biết tôi làm gì không? Thưa, tôi chỉ ngồi im lặng trong bóng tối, nhìn cái nỗi đau của lòng mình, mời gọi nó đến
Và có một cái ví dụ này để chúng ta có thể thực tập được là hãy coi cái nỗi đau mình như một đứa bé, và mình là người ông, là người cha đang ngồi trong góc vậy, nhìn nó đang chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại, chỉ cần nhìn mà thôi, không cần làm gì thêm cả, không cần biểu mi phải cút khỏi nhà này, mi phải ngồi yên, mi phải bất động, chứ không cần, chỉ cần làm một việc, đó là ngồi nhìn nó mà thôi, thì tức khắc nó chạy chán rồi cái nó ngồi lại, ngồi chán rồi cái nó nằm nó ngủ thôi, thì tất cả cái nỗi đau của lòng ta cũng bằng con đường này mình loại trừ. Tôi nghĩ nhiều lắm thì các vị có những cái nỗi đau bị tình phụ, bị chồng bỏ, bị vợ bỏ vân vân, chỉ chừng đó thôi. Đau nhất của đời người là như vậy thôi, có phải không? Chứ không hơn được. Mà như tôi nói là người tình dễ kiếm, bạn bè dễ kiếm, nhưng mà vị thầy mới khó kiếm chứ, đúng không ạ? Người để mình cúi đầu phủ phục, mình tôn vinh, mình lại lục, mình đem tấm lòng mình trải chân là chuyện hi hữu, không phải dễ đối với một người con trai. Mà đối với những người con trai lì lợm thì cái chuyện đó càng khó hơn. Và cái nỗi đau đó tôi nghĩ nó lớn hơn các vị rất là nhiều. Và khi đối diện với nỗi đau, ta chỉ làm được một điều là nhìn nó, hiểu biết nó, mở rộng lòng cho nó đến với mình, thì ta có cái khả năng chuyển hóa được nó. Bằng không thì nó vẫn là một cái dấu vết, một cái ấn tượng còn lưu dấu mãi trên tâm thức ta, không có cách gì loại trừ được cả. Đó là cái điều thứ hai tôi chia sẻ để các vị thấy là chỉ có thể chuyển hóa mà không thể tiêu diệt được, vì cái năng lượng nó vốn là ta. Mình đừng nghĩ nỗi buồn là ai khác, mình hãy coi nó là bản thân mình. Cái gì mà yêu thương chăm chút vỗ về thì nó dịu dần và nó không gây thành thương tích và khuyết tật nơi tâm thức ta. Còn cái gì mình kinh khiếp loại trừ quỷ diệt sợ ghét trấn ngự thì nó mãi là cái dấu hằn rất là đậm trong tâm thức mình, không có cách gì loại trừ được cả. Thưa, cái vấn đề này mình chia sẻ hoài cũng chưa chắc đã hết. Cái mức độ thô của nó ai cũng dễ nhận biết. Thường chúng ta đều có một cái tâm thức rất là nhạy cảm về vấn đề này. Tại sao mình nhạy cảm với nó? Ví dụ như trong một đạo tràng như thế này mà có một vị thầy, cái tâm thức họ vướng mắc với một Phật tử nào, các vị biết không? Tại sao? Tại cái đó nó là cái điều gì nó tự hữu trong ta, có phải vậy không? Cho nên cũng đồng thời cái nhìn, tôi nhìn anh khác, nhìn chị khác, nhìn cô khác, khi cái nhìn mình nó có một cái gì đam mê trút vào thì người ta chẳng biết. Trong cái cử chỉ xung xe của mình đối với người kia, nó thể hiện cái tính ái nhiễm và vướng mắc thì ai cũng biết cả. Và cái điều này nó dễ phát sinh đối với các Phật tử nữ, đối với những vị thầy. Cho nên cái điều ta nhắc nhau ở mức độ cạn là mình nên đối với các vị thầy một cái khoảng cách. Thương quý thầy, hãy làm cho tự mình và quý thầy có một khoảng cách. Thứ nữa là nếu ta là người có đời sống gia đình thì nên nhớ là đừng gây cái sự hiểu lầm thương tổn gì đối với người chồng hoặc người vợ cả. Mình có quyền thương thầy, nhưng mà người thông minh nhất thương thầy là hãy làm cho chồng mình thương thầy, chứ mình đừng thương thầy là thông minh nhất. Điều thứ nhất là mình nên nhớ là hạnh phúc của gia đình mình là cái thiên đường để nuôi sống mình, nuôi sống con mình. Và mình làm được điều này, tự nhiên là mình làm cho giá trị của ông thầy được tăng trọng, tam bảo được trường tồn. Mà vì một lý do yểm trợ chùa chiền tư viện, mình thương thầy mà mình làm cho đổ vỡ hạnh phúc gia đình chính mình, thì cái điều đó mình làm cho
mình làm cho nhiều tiếng thị phi đến với các vị thầy rất là tội, vô tình thương đâu không thấy, mà mình làm thương tổn nhiều hơn. Cho nên tôi xin nhắc chung các Phật tử là chúng ta nên có một ý niệm như thế, để thầy ở xa chắc ăn nhất. Xin thưa, đời sống của các ông thầy không có sự chăm sóc mình, ông không chết, rõ ràng như thế. Và điều thứ nữa là thưa, có những cái nhu cầu tu tập xây dựng làm đạo ta rất là thương, rất là cảm thông, nhưng mà ta cũng phải biết hạn chế những cái điều phi lý. Mình đừng nghĩ mọi cái mình chiều thầy là có phước, thưa không? Theo tôi quan điểm như thế. Mình rất ư là kính trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng, nhưng mà phải biết trong tinh thần chánh pháp xây dựng đạo, xây dựng tăng già, củng cố cho giáo lý đạo Phật được trường tồn. Và hãy nhìn cái vấn đề cao hơn, rộng hơn, và đừng đi vào cái con đường cảm tính. Và mình có làm được như thế thì mình mới có thể làm cho giáo pháp Phật, nếp sống tu hành càng ngày càng sáng hơn. Và các vị nên lưu ý như vậy, cái tu tập làm đạo hoằng pháp hỗ trợ già lam phải rất là thông minh, đừng để cho những cái sự vụ hiểu lầm và thị phi có mặt. Đó là điều mình thương đạo. Bằng không thì mình thương đạo nhưng mà vô tình mình làm thương tổn rất là nặng. Hãy khéo một chút, đây là vấn đề cực kỳ tế nhị, nó đi rất là sâu, chứ đâu phải cạn ở mức độ bình thường như là cái sinh hoạt tính dục mà được gọi là dục không. Trong thế giới nhà tu có những người cái sinh hoạt, cái tâm ái dục này nó chạy qua một cái hướng rất là thâm sâu, rất là khác biệt. Ta kinh nghiệm trong nhân gian điều này ta thấy. Ví dụ như gia đình ở Việt Nam, một bà mẹ có một thằng con trai duy nhất thôi. Khi cưới con dâu về, tất nhiên là cái tình thương của thằng, của người con đối với mẹ thì nó khác, mà đối với vợ thì nó khác chứ. Và bây giờ bà mẹ lại không cảm thấy cái người con gái kia mình rước về là thay cho mình chăm sóc con, không thấy rằng cái người kia, người dân nước lạ họ về với mình, họ đã trở thành con của mình. Mà cái người mẹ kia lại cảm thấy là cái cô bé nọ, nó trẻ trung, nó đẹp đẽ, nó về nó giật mất cái thằng con trai của mình mất đi cái tình thương yêu. Và cho nên không hề có một cái cặp mẹ chồng nàng dâu nào mà đầm ấm cả, là do vì bản chất ganh tị, giận hờn và cái ái dục vi tế nó còn nằm chìm sâu trong tâm thức của người mẹ. Cho nên thay vì bà thấy và hoan hỷ khi có người thương con mình, nhưng mà bà có cái ghen hờn bên trong. Cho nên cái quan hệ nàng dâu và mẹ chồng bao giờ cũng thế, từ đời nọ qua đời kia, nó có những cái trục trặc là nó tiềm phục cái hạt mầm của dục từ bên trong. Và trong thế giới người tu tôi cũng thấy điều này. Chẳng hạn như quý thầy, quý cô trẻ, họ sinh hoạt giao tế nói năng rất là tươi vui, dĩ nhiên tâm hồn trẻ rất là phơi phới. Người trẻ họ không có chất đầy quá khứ, không có nỗi lo, cái buồn, cái giận gì bên trong, cho nên tâm hồn họ phơi phới. Nhưng mà nhìn những bà sư cô già ngồi bên, thấy bà liếc mấy anh thầy trẻ, mấy sư cô trẻ nói chuyện vui vẻ là mình biết ngay, mặt đằng đằng sát khí. Đâu ai đã lấy tiền, lấy bạc gạo gì của bà đâu. Chỉ có mỗi cái việc người ta vui, người ta phơi phới thôi là đủ gây cái niềm hờn căm giận ghét nơi những con người già kia. Mà xin lỗi nha, ví dụ như tôi cũng thích nói chuyện với mấy đứa nhỏ, tâm hồn nó rất là rộng mở. Còn nói chuyện với cái bà già rất là đanh ác mặt mày, ai dám, lại gần là đủ sợ rồi. Mà thường thường trong cái thế giới đời sống bình thường xã hội ta ít gặp chuyện này. Cái sinh hoạt của họ nó là cái sinh hoạt rất là thuận chiều trong cuộc đời.
Nhưng mà bước vào thế giới nhà tu, có khi ta bắt gặp những con người như thế. Trong truyền thống tu nào cũng có cả, Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, vân vân. Và nhìn lại những bà già mà độc nhất có một đứa con trai thì các vị cảm nhận được điều này rất là rõ. Nhất là xã hội Việt Nam, xã hội luân lý, nho gia đè nặng, thì cái tâm thức của con người nó rất là nặng nề và hủ lậu. Và tôi nói điều này, nếu các vị mà có dâu có con thì các vị lưu ý, hãy nhìn chừng tâm hành của mình. Mình mà ghét con dâu là mình coi chừng. Mình ta thấy người ta đã sinh ra, người ta nuôi chừng đó, nó đến nó làm con của mình là một điều hạnh phúc. Mình không mang nặng, không đẻ đau, không làm gì cả, mà tự nhiên mình có một người để mình trút với sự thương yêu là một hạnh phúc. Nhưng mà tâm thức của chúng ta có khi làm ngược lại. Ta thấy cái con nhỏ kia, con bé kia nó giật của mình thành con. Hồi xưa thì con của mình rất là trọn vẹn, mà từ ngày có vợ về cái nó thương vợ nó không à. Nó bỏ cái bụng già này nó lên nó xuống. Thưa, đây là điều nó có mặt trong cái sinh hoạt cuộc sống đời thường của chúng ta. Chúng ta hãy nhận diện cho rõ cái mức độ cả trung bình và thâm sâu của cái gọi là dục lậu này. Thưa, tôi dài dòng quá, cho nên hôm nay không có đi tới đâu cả. Nhưng mà chia sẻ với các vị cái phần A thì các vị thấy nó rất là nhiều vấn đề. Nó thâm trầm và nó vi tế. Nó ẩn hình với nhiều lớp, chứ không phải đơn giản chúng ta nhìn đã mặc cả phù phiếm của cái bình diện vật lý không mà đủ. Nó lặng rất là sâu. Thưa, cái mức độ thứ hai chúng ta gọi là hữu lậu. Hữu lậu là gì ạ? Dục lậu nó được nằm ở từng thô, dễ nhận biết. Hữu lậu nó là một dạng tinh tế. Cái tình trạng đam mê, nhìn thấy con mắt của họ nhìn ta biết, cử chỉ của họ ta biết, cái cung cách lăng xăng của họ mình biết. Nhưng mà ở cái mức độ tinh tế hơn, với một người thông minh, họ khéo che giấu, mình khó nhận biết. Và không những nó được che giấu mà nó lại trốn chạy qua một cái hướng khác. Cái hướng gì? Thưa, ở cái mức độ thâm sâu hơn, nó chạy qua cái hướng của đam mê về lợi và danh. Có những người họ rất là nhẹ về ái dục, nhưng họ rất nặng về danh. Họ rất ư là tham tiền, cũng là một cái dạng của hữu lậu. Và sâu hơn cái đam mê tiền, đam mê danh là đam mê gì? Thưa, nó trốn chạy ở cái lĩnh vực gọi là mình cuồng nhiệt, ham chứng quả thánh, cũng là một loại hữu lậu tinh tế nữa. Khi còn có một ý niệm ham muốn dù nhỏ tới đâu, nó cũng là cái hạt mầm, cũng là cái nhân của sinh tử luân hồi có mặt. Tất nhiên là ở lĩnh vực này chúng ta chưa thể khai thác sâu được. Ở cái bình diện cạn, và tôi có thể đi để các vị hiểu là bình diện thô nhất. Tinh tế mức độ trung bình có nghĩa là cái đam mê này nó không đi về hướng ái dục mà nó đi về cái hướng danh. Và khi còn cái đam mê của danh thì còn cái hạt mầm để sinh tử, để luân hồi, để tái lai trở lại. Và khi cái hạt mầm của đam mê danh còn có mặt thì tức khắc lại có mặt của phiền não, của khổ đau, của sân si, của giận tức ngay à. Người ta không đụng chạm đến mình, không đụng chạm đến người mình thương, mà người ta đụng chạm đến cái uy tín, cái danh dự của mình. Hoặc là mình sợ mình mất cái danh của một ông thầy lớn, một bậc đạo sư. Hoặc là mình sợ là cái dòng tu của mình không được trải dài hơn, vân vân. Đều là cái cấp độ tinh tế mịn màng của hữu lậu cả.
Nó có cái mặt gọi là điều thứ nhất, hữu lậu này ở mặt cạn, nó là những cái cảm thọ nè, và những cái ấn tượng nè, tức là những cái niệm lự đó, những cái tâm hành nè, và những cái nhận thức nữa. Và các vị chớ cho một điều là cảm thọ, ấn hay là niệm lự hay là tâm hành, tất cả những cái này nó là một loại năng lượng vô hình. Nhưng mà năng lượng vô hình này nó có khả năng biểu đạt hiện thành cái loại vật thể, vật chất cụ thể. Tuy là một dòng chảy của năng lượng rất là vô hình, mịn màng và vi tế, nhưng mà nó có khả năng biến thành vật thể hữu hình, biến thành một cơ thể thứ hai được vậy. Như những ví dụ tôi vừa nói, một cái ý niệm của chúng ta nó hình thành trong tâm thức, nó có cái mức độ trưởng thành đủ lớn và có điều kiện nhân duyên bên ngoài, thì nó cụ thể thành một món vật, hoặc một bài nhạc, hoặc một tác phẩm nghệ thuật, một quyển sách, hoặc là một con người, vân vân, đều phát sinh từ cái tinh tế này mà hình thành, mà cụ thể thành vật thể cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái hạt mầm của hữu lậu này nó có công năng tuyệt vời là nó đẩy ta đi vào cõi tử sinh. Tôi có đọc một bài thơ của Quách Tấn, bài thơ gì mà từ ô y hạng rủ rê sang, không biết ở đây không biết có ai biết thơ không, tiếc là tôi không thuộc. Nhưng mà cái bài thơ này ông viết ra rồi ông chú thích thêm là đây là bài thơ đã được ươm cái hạt mầm cách đây 30 năm mới làm được 8 câu thơ. Và thưa, từ một bài thơ như vậy để chúng ta biết là nó được gieo trong tâm thức rất là xa xưa, và hội tụ đủ nhân duyên là có một đêm trăng lên rất là đẹp, cái thi hứng của ông có mặt, cho nên ông mới làm được 8 câu thơ. Như vậy thì thời gian là một nè, cái yếu tố trưởng thành là hai nè, cái nhân duyên có mặt trăng là ba, và cái thi hứng dồi dào nó tuôn ra là bốn, mới hình thành một cái trang thư viết ra cho mọi người cùng đọc và thưởng lãm. Thì tâm thức mình cũng như vậy, từ những cảm thọ, những niệm lự, những tâm hành và nhận thức này, khi hình hài tứ đại này nằm xuống và những cái này nó được thu phục vào trong tàng thức, và cái ý lực của dục, cái sự ham sống, ham muốn kéo dài được thọ mạng có mặt, cho nên đủ nhân duyên là nó nhìn thấy bố và mẹ đang giao cấu, nó xa xuống và thọ thai, cho nên hình thành một thân thể mới. Do vậy chúng ta nói cái năng lực của hữu lậu nó tuy vô hình tiềm phục rất là tinh tế, nhưng nó có năng lực là đẩy con người đi vào cõi tử sinh. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là vô minh lậu. Vô minh lậu có nghĩa là gì? Thưa thứ nhất, ta định nghĩa là thế này, là vắng mặt chánh niệm, gọi là vô minh lậu. Tức là mình sống trong lãng quên là một, tâm thức mình đã chạy ngược chạy xuôi về quá khứ, về tương lai, không an trụ được ngay nơi đây, không tỉnh sáng được, gọi đó là vô minh lậu, là có mặt vô minh. Và thưa đại chúng, là cái pháp thực tập để chúng ta có thể thực tập mà cắt đứt được dòng chảy của vô minh, rất đơn giản thôi, có bốn câu của ngài Quyền Giác thôi. Tức là tịch tịch tỉnh tỉnh thị. Có cần tôi viết không? Ngày mai mình sẽ khai thác về cái này. Và họ đổi tới đổi lui là tỉnh tỉnh tịch tịch thị. Và nên nhớ là nó có hai cái trạng thái khi ta tu tập. Khi tâm thức mình lặng lẽ
thì mình lạc vào cái trạng thái ngây ngất và ngủ quên. Trường hợp đó là sai. Khi tâm thức mình tỉnh táo thì mình dễ lạc vào cái nẻo của suy tư bời bời có mặt, cũng sai. Cho nên có thể dùng một cái ví dụ là anh đi vào giấc ngủ thật sâu, thật mùi, nhưng mà trong giấc ngủ thì nó vắng mặt cái sự tỉnh sáng thì sai. Khi nào trong giấc ngủ anh dừng mặt tất cả những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái niệm lự, nhưng mà có mặt cái sự tỉnh táo nhận biết thì đúng. Lặng lẽ tỉnh táo là như thế. Và khi có cái trạng thái của lặng lẽ tỉnh táo này có mặt thì vô minh lậu bị đoạn trừ. Các vị lưu ý là khi mình mời gọi được cái năng lượng chánh niệm nhận biết tỉnh sáng lặng lẽ thì lúc bấy giờ không còn những cái hạt mầm của suy nghĩ, của niệm lự gì dẫn dơ cả. Huống nữa là cái cạn nhất là những cái dục lậu thô thường làm sao có mặt. Khi ta an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng lặng lẽ lúc bấy giờ thì thời gian và không gian cũng bị triệt tiêu, thân này cũng không còn có mặt. Huống nữa là tất cả những cái thô phù của dục và những cái tinh tế của hữu lậu sẽ không còn. Cho nên cái định nghĩa đầu tiên vô minh lậu là thiếu trạng thái lặng lẽ và tỉnh táo của tâm, gọi đó là vô minh. Ở mức độ cả hơn là vô minh lậu nghĩa là anh không nhận biết tự thân này vốn là vô ngã, được gọi là vô minh lậu. Cái thứ ba là không thấu đạt được lý tứ đế và thập nhị nhân duyên, cũng gọi là người đang trú trong vô minh lậu. Và ba cái này nhìn chung lại nó một cách tổng quát là thế này. Thưa các vị là khi các vị mời gọi năng lượng chánh niệm về sống từng phút từng giây rõ ràng tỉnh sáng thì trong một sát na hiện tiền, các vị cắt đứt được luôn cái dòng chảy của dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, và sức mạnh của dục không còn có khả năng hoành hành tác hại lôi kéo ta trong nẻo tử sinh nữa. Mình dừng ở đây. Thưa đại chúng, là sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục cái phần cuối của bài học này, đó là đi vào cái quán chiếu và thực tập. Hôm nay vấn đề mình triển khai, các vị thấy cái sức mạnh của dục nó lớn và nó tiềm phục, nó làm ra cái dòng chảy của sinh mạng này. Và mình đừng quan niệm dục là cái thô phù cạn cợt ở cái bình diện rất là vật lý. Thứ không, nó nằm rất là tinh tế. Nó trốn chạy trong cái nẻo tham danh, tham lợi, tham tiền, vân vân. Nó cũng là cái loại trá hình của dục lậu. Xin mời các vị chắp tay lần nữa. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.